thằng Thóc thì không được, để mẹ làm việc. Không được. Tối mẹ cho xem tối tụi. Xem cái này vừa mở nhá. Mở, có điện đâu mà mở. Tắt rồi. Có điện thôi. Không có ổ điện, tắt rồi. Uống sữa. Uống sữa. Đẹp rồi, đẹp rồi. Chưa đẹp. Chưa đẹp. Chưa đẹp. Chưa đẹp. Uống sữa rồi bóc ra rồi. Uống chân. Bóc cho em đẹp đó nha. Bóc cho em đẹp đó nha. Đi ra cho mẹ làm với. Ngồi đây xuống đây bác. Ngồi chui vào đây này. Chui vào đây. Đi mẹ bóc cho. Đưa đây mẹ bóc cho. Gần đây. Tao ra tập. Nào, phát phát của đít bây giờ. Bùa đâu nha. Giường chú vào thôi. Nằm giường chú. Đi vào đây mà uống. Vào đây anh ra. Anh ra uống.
đi, đi. Chào xong rồi con vào con uống đi. Chú đấy, cất đi. Cô mẹ đó. Cất đi cho chú, chú đánh đi đấy. Mẹ, cô mẹ đó. Mày cô mẹ. Cô mẹ. Cô mẹ. Dạ, ông gọi. Cô mẹ đây à? Ông gọi. Cô mẹ đây à? Ừ. Đây cô Duẩn. Cô mẹ đây à? Ông gọi. Ông gọi Duẩn. Đây cô Duẩn. Đây cô mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Của mẹ đó. Của mẹ nhìn thấy chưa? Cái nữ chuẩn rất đẹp nha. Mẹ biết Duẩn rồi đấy nha, Duẩn đừng có quấy mẹ để mẹ làm việc. Không là mẹ đánh đi đấy. Đánh chừa vào đít nha. Ừ. Thôi đuổi con chó đi, đuổi con chó. Biết cái này. Biết cái này này. Ôi giời ơi. Duẩn ơi. Duẩn.
của mẹ đâu rồi? Đây của mẹ ở trong bột. Mì cân ngay đi vòng của chú đi. Tuấn ơi, cho em ngủ với. Dạ, Xú Xí ơi. Lòng mắt thôi thôi xin là vui lòng người chưa kịp xa.
Em lại về trên bến sông xưa.
Cô ấy dẫn đâu bố? Kẹo và bánh gạo ở trong này có mẹ để trong bánh gạo này hả? Chú Hòa bên học bọn học sinh chưa đi học à chú Hòa? Nghỉ Tết mấy tháng liền? Là
đừng là làm ông làm bà chị em làm đến nhà thấy tí nữa dọn lên mà. Thank you.
Thank you.